theo là về khả năng giao tiếp của bé 6 đến 9 tháng. Sau đây là các kỹ năng giao tiếp một bé 9 tháng tuổi có thể đạt được. Các bé 7 đến 8 tháng có thể có một vài trong số các kỹ năng này. Đầu tiên là bé có thể phản hồi các hành động của mẹ, như là khi mẹ đưa tay ra và nói mẹ bế con nào, bé cũng sẽ đưa tay ra và mỉm cười. Hoặc khi mẹ nói nằm kềnh nào con và đỡ đầu bé thì bé biết nằm xuống. Khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, bé sẽ dừng lại lắng nghe. Khi bé làm một việc gì đó nhưng người khác nói là không được, bé sẽ dừng lại, do dự, lưỡng lự. Bé có thể bập bẹ những tổ âm như là bata, mama, baba, habu. Bé biết tạo ra âm thanh như là hét to để thu hút sự chú ý của người khác. Bé cười nhiều hơn, bé biết thể hiện sự vui vẻ, hào hứng bằng cách cười giòn tan, cười khúc khích hoặc là vận động cơ thể, đung đưa tay chân. Khi nhắc đến một người thân trong gia đình đang vắng nhà, bé nhìn quanh để tìm kiếm người đó. Khi nghe người lớn gọi tên một đồ vật quen thuộc, bé sẽ hướng mắt về phía đồ vật đó. Ví dụ như là nghe cái cốc thì bé sẽ nhìn lên bàn nơi thường đặt cái cốc. Bé hiểu được một số từ ngắn và hành động tương ứng. Ví dụ như là xin chào và bye bye tương ứng với hành động là vẫy tay. Đá bóng là dùng chân đá làm bóng lăn, đội mũ là để mũ lên đầu. Bé thích nghe nhạc và đung đưa cơ thể theo nhạc. Bé khám phá mọi thứ bằng nhiều cách như là ngắm nhìn, lắc, ném, đập, gặp, nhai. Khi chăm chú chơi một món đồ chơi nào đó thì bé sẽ không để ý tới những việc xảy ra xung quanh như là tiếng mẹ gọi. Khi thấy người lớn nói chuyện với nhau thì bé có thể theo dõi cuộc nói chuyện này bằng cách nhìn người A nói, rồi quay sang nhìn người B, rồi lại quay sang nhìn lại người A. Bé đặc biệt hứng thú với mọi loại âm thanh, dù là âm thanh quen hay lạ, do bé hay do người khác tạo ra, bé đều chăm chú lắng nghe. Đôi khi đang chơi một món đồ thì bỗng nghe thấy âm thanh lạ, bé sẽ dừng chơi để lắng nghe. Bé thích liên kết giữa đồ vật trong sách và đồ vật ngoài đời thực. Khi mẹ cho bé xem sách có hình cái mũ, bé có thể liên kết với cái mũ thực sự của mình. Đây là cơ hội lý tưởng để mẹ nói với bé từ cái mũ. Bé biết đòi đồ vật hoặc là nhờ người khác lấy đồ vật giúp mình bằng cách hét hoặc là gọi để thu hút sự chú ý, rồi nhìn chăm chú hoặc là chỉ vào đồ vật và nói ơ ơ u u để người lớn đưa cho mình.